Khi ruộng lúa ở giai đoạn trổ đều đến chín có nên bón phân thúc hay không? Nội dung cụ thể sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng hướng dẫn chi tiết. Kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, chúng tôi đang đứng trước một đám ruộng là nó vừa trổ đều xong à. Và nông dân thì đặt ra câu hỏi là liệu có bón phân thêm cho một cái ruộng lúa vừa mới trổ đều cho nó đạt được năng suất và chất lượng cao hơn hay không? Và câu trả lời các nhà khoa học khuyến cáo là hiện nay lúa đang trổ đều và đang vào chắc. Do đó là nông dân phải tích cực đi thăm đồng là xem làm sao đó đảm bảo được nước, nhưng mà tuyệt đối không được bón phân vào giai đoạn lúa đang trổ đều. Lúa đang trổ đều là đang hấp thu ánh sáng mặt trời, tăng cường quang hợp và hấp thu dinh dưỡng và nước từ cái lượng dinh dưỡng trong đất và cái lượng dinh dưỡng từ cái đợt nông dân bón phân trong đồng để mà cung cấp các chất bổ để cho quang hợp tốt, để chuyển các chất bổ vào trong cái hạt gạo để mà cho nó đầy gạo. Do đó là tuyệt đối nông dân chúng ta không bón phân vào giai đoạn lúa đang trổ đều này. Vì bón phân lúa đang trổ đều này thì nó sẽ làm rối loạn cái quá trình sinh lý, sinh trưởng, phát triển vào gạo của cây lúa. Và bón phân vào lúc này lúa nó xanh thêm và sâu bệnh nhiều, thành ra nó không tốt trong giai đoạn lúa đang trổ đều. Lúa đang trổ đều chỉ cần nước và cần ánh sáng và hấp thu các chất dinh dưỡng từ trong đất và từ trong cái lượng phân bón vào giai đoạn đón đồng để mà vô gạo để làm nên năng suất. Và nông dân chúng ta quan tâm đến sâu bệnh, quan tâm đến vấn đề nước, quan tâm đến vấn đề ánh sáng để làm sao cho cái lúa quang hợp tốt và giúp cho cái lúa vào gạo nhanh. Đó. Thành ra tuyệt đối khuyến cáo bà con nông dân không được bón phân, đặc biệt là bón phân gốc vào trong giai đoạn lúa đang trổ đều này thì nó sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Vào lúc lúa cong trái me thì lúc đó tùy cái ruộng, nếu ba cái lá đồng trên cùng này mà nó chuyển sang màu vàng tức là nó hơi thiếu phân, lúc đó cho phép nông dân có thể bón thêm một chút là 2 kg urea một không để bổ sung dinh dưỡng cho nó vào gạo vào lúc lúa cong trái me. Thì đó là các nhà khoa học gọi là bón phân rước hạt. Rước hạt thì tùy lúa, nếu mà ba lá đồng nó bị vàng thì mới rước hạt, còn nếu ba lá đồng trên cùng vẫn xanh như cái bông lúa chúng tôi đang cầm thì không cần bón phân tiếp cả vào giai đoạn rước hạt. Chúc bà con thành công. Có nên bón phân giai đoạn lúa trổ đều đến chín? Khi ruộng lúa trổ đều đến chín phải thăm đồng thường xuyên, quan tâm đến đủ nước và quản lý sâu bệnh cho tốt. Tuyệt đối không được bón phân giai đoạn lúa đang trổ đều. Vào giai đoạn cong trái me, ba lá đồng chuyển màu vàng, bón rước hạt 2 kg urea trên một cong 1.000 m². Ba lá đồng vẫn còn xanh, không bón rước hạt. Thời gian bón trước 20 ngày thu hoạch